Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là dự đoán ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào ha. Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cái tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin là có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 chiếc dòng tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là dòng Thạch Anh tóc đen, tụ 1, Thạch Anh tóc xanh là tụ 2, và Thạch Anh tóc vàng là tụ 3 ha. Nâu đỏ là tụ 3 ha. Rồi, mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn chiếc dòng Thạch Anh tóc đen này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi dự đoán ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người khá là thông thái, các bạn có nhiều kiến thức sâu rộng ha. Các bạn là những người uyên thâm, uyên bác, những người có khả năng truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác. Và bạn là một người có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo hoặc là đào tạo đội ngũ phía sau bạn á. Mình thấy bạn có khả năng là một lãnh đạo, một người giữ vị trí quan trọng trong cơ quan của bạn ha. Và đồng thời mình thấy ở đây là các bạn là những người thích dành thời gian riêng để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đọc sách. Đồng thời mình thấy các bạn là những người rất là siêng năng, chăm chỉ làm việc, kiên trì. Và đồng thời các bạn là những người ít nói, làm việc theo khuôn khổ, nguyên tắc, là một những người biết cách quản lý tiền bạc rất là tốt. Và đồng thời các bạn là những người rất là thực tế ha. Và mình thấy có khả năng một số bạn ở đây rất là có cuộc sống rất là sung túc, đầy đủ về vật chất, tiền tài. Và một số bạn thì mình thấy có cả về cái chuyện tình yêu cũng rất là viên mãn ha. Rồi, bây giờ cho mình sẽ xin dự đoán ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Và đây là những trải bài chung chứ không phải trải bài riêng ha. Cho nên nó không thể nào mà trúng với bạn 100% được. Mình chỉ nêu ra những cái khả năng có thể xảy ra ở đây, có thể nó sẽ đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng nó đúng với người khác. Nên các bạn hãy chọn lọc thông tin và hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Dự đoán ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 các bạn tụ 1. Và mình thấy có thể một số bạn ở đây thì trong thứ tư này các bạn sẽ có thời gian bên người yêu của bạn ha. Hai người cũng rất là hạnh phúc, hài lòng, thỏa mãn với nhau, trao cho nhau cảm xúc rất là lãng mạn, ngọt ngào. Còn một số bạn thì mình thấy là các bạn dường như một số bạn ở đây có trong một cái thời gian gọi là cố gắng tiết kiệm hà tiện, từng đồng từng cắt, không dám chi tiêu xài, và chỉ dùng tiền cho những cái mục đích hợp lý thôi.
và mình thấy bạn là những người có nhiều khát vọng, nhiều ước ao, có nhiều điều ấp ủ, nhưng mà bạn đang đợi đúng thời cơ để bạn thực hiện ha. Bạn đang dành thời gian riêng để suy nghĩ, để tìm ra cái hướng đi cho bạn ha. Hoặc bạn đang đợi đúng cái thời điểm thuận lợi thì bạn triển khai những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ. Mình thấy là một số bạn trong thứ tư này có khả năng một số bạn thì sẽ gặp một cái điều gì đó giống như là ai đó nói tới nói lui khiến cho bạn bực bội khó chịu á, thì bạn nên gọi là khôn ngoan hơn ha, điềm tĩnh giải quyết vấn đề tốt nhất thôi. Lúc là bạn nóng tính thì bạn tốt nhất là mình im lặng đi, đừng nói gì hết. Để khi mà bạn nóng tính thì bạn sẽ không kiểm soát được lời nói của bạn đâu, và có thể nó gây ra mất cái hình tượng của bạn nữa. Cho nên thôi mình khôn ngoan, mình im lặng là vàng đi, tìm rời khỏi cái tình huống đó, tìm một nơi nào đó thoải mái, uống nước nhiều vô và suy xét, điềm tĩnh giải quyết vấn đề ha. Đừng để cái tính bốc đồng nó khiến cho bạn gây ra những điều mà sau này bạn phải hơi hối hận, hoặc là các bạn cần phải khiêm tốn học hỏi hơn ha. Và mình thấy là một số bạn sẽ nghĩ ra một cái những cái phương án gọi là đổi mới hơn cho cái công việc của bạn ha. Mình thấy một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn sẽ nhận được một số tiền hoặc là thưởng hoặc là tăng lương, hoặc có thể là thăng tiến trong công việc nữa. Và đây là không phải là sự may mắn, mà đó là do những cái quá trình, cái thành quả từ những quá trình gầy công và vun đắp của bạn, từ cái sự nỗ lực của bạn trong công việc ha. Mình thấy bạn có sự tính toán cho cái hướng đi tiếp theo của bạn á. Đồng thời mình thấy là có khả năng những bạn tụ mộc trong thứ tư này có khả năng là bạn rất là dồi dào về sung túc và đầy đủ về tiền bạc ha. Cho nên các bạn hãy thoải mái lên, hãy cởi mở hơn, hãy gọi là sống lạc quan tích cực hơn ha, và đừng để những điều phiền nhiễu trong cuộc sống này nó ảnh hưởng đến bạn ha. Và mình thấy vừa có tình vừa có tiền ở đây nữa ha. Và những bạn nào mình thấy là các bạn còn chôn giấu những khả năng của các bạn còn chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn á, các bạn không muốn sự thay đổi á, thì mình thấy đã đến lúc các bạn cần phải có một cái tư duy đổi khác. Các bạn cần phải phát triển những khả năng của bạn, cần phải phát huy hết tất cả những gì mà bạn có, tận dụng thời cơ tốt này để triển khai những kế hoạch, triển khai những cái đam mê của bạn á, thì nó sẽ có thể thành công ha. Còn một số bạn thì có khả năng là thứ tư này buôn mai bán đắt ha, kiếm được một số lợi nhuận cũng khá là cao. Và một số bạn ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ ký hợp đồng với ai đó, và cái hợp đồng này mang đến cho bạn cái lợi nhuận cao. Tuy nhiên bạn phải có sự khôn ngoan nè, có sự quyết đoán, tự tin, kiên cường, và cần phải suy nghĩ điềm tĩnh để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn ha. Rồi. Và khi mà các bạn đã có một cái sự dồi dào thịnh vượng thì các bạn nên biết chia sẻ ha. Khi bạn có sự cho đi, bạn sẽ được sự nhận lại ha. Một số bạn ở đây mình thấy là các bạn đã có một cái sự gọi là giác ngộ, một người đã biết có sự gọi là thấu hiểu về nhân sinh thế thái rồi. Bạn đã hướng về tinh thần nhiều hơn rồi. Rồi, xin lời khuyên cho các bạn tụ một ha. Còn những bạn mà mình thấy nếu mà các bạn mà xin việc làm thì mình thấy các bạn nên có sự suy tính kỹ lưỡng ha. Có thể là các bạn đã chờ đợi khá là lâu cho cái công việc này, thì mình thấy trong cái thời gian này bạn nên biết gọi là phát triển những cái kỹ năng của bạn trước đi, học hỏi rèn luyện đi, thì cuối cùng bạn cũng sẽ gặt được một cái công việc, cơ hội công việc nó đem tới cho bạn. Nó sẽ có những thử thách, tuy nhiên những thử thách này nó sẽ giúp cho bạn chui rèn, cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, cho bạn sự khôn ngoan, thông minh, trí tuệ hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn ha. Cho nên hãy cố gắng kiên trì nhẫn nại nha. Và bạn sẽ gặt được những cái thành quả mà bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình. Lời khuyên cho các bạn tụ một. Good luck, may mắn đang ở về phía bạn rồi đó. Bạn là một người có năng lượng rất là tỏa sáng. Hãy buông bỏ những sự lo lắng đi và hãy hạnh phúc với hiện tại ha. Hãy cảm thấy tốt đẹp về một cái sự
Nói chung là bạn hãy cảm thấy là cuộc sống của mình là một cuộc sống rất là tốt đẹp hiện tại, đừng có cái sự lo lắng quá, hãy tận hưởng mỗi phút giây bạn được sống. Ví dụ như hôm nay bạn cảm thấy như là mình không may mắn thì bạn nên thay đổi tư duy đi, bạn hãy có cách nhìn khác, cách nhìn tích cực hơn là hôm nay mình vẫn còn may mắn thì mình vẫn còn thấy bạn bè xung quanh, vẫn còn thấy người thân, vẫn còn hơi thở tốt, vẫn còn một sức khỏe, vẫn còn một trí óc minh mẫn, vẫn còn những cơ hội để bạn chộp lấy ha. Hãy biết biết ơn cuộc sống hàng ngày ha. Rồi, bạn hãy tô điểm cuộc sống của bạn tràn đầy màu sắc ha. Và bạn chúc lành cho thế giới này với cái sự đầy màu sắc của bạn ha. Bạn góp phần làm đẹp nên cái thế giới này và may mắn đang tiến về phía bạn ha. Rồi, mình xin đúng rồi, may mắn đang tiến về các bạn nè. Mình thấy có tiền bạc rất là nhiều luôn á. Đạt được những thành quả mà bạn mong muốn á. Hãy cố lên ha, kiên trì nhẫn nại ha. Và vì cái may mắn nó đã và đang hiện diện trong cuộc sống của bạn rồi, chỉ cần bạn biết cố gắng nỗ lực, cố gắng chớp lấy cái thời cơ này, thiên thời địa lợi nhân hòa này để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cuộc sống của bạn hơn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ họp ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn chiếc dòng thạch anh tóc xanh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi dự đoán ngày thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người tràn đầy cảm xúc lãng mạn, yêu thương và ngọt ngào. Các bạn là những người khả năng chữa lành ha. Các bạn là những người thấu hiểu, nhân từ, những người luôn muốn chia sẻ giúp đỡ người khác, lời ăn tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, rất là chu toàn, là những người gọi là có lòng trắc ẩn, có sự nhân từ quảng đại. Bạn cũng giữ một cái vị trí quan trọng trong cái cơ quan tổ chức của bạn ha. Một số bạn ở đây có thể là những người đem lại cho người khác những cái lời khuyên rất là hữu ích, rất là ấm áp, mang lại cho họ một cái sự lạc quan tích cực trong cuộc sống này ha. Một số bạn mình thấy là có khả năng các bạn làm trong cái lĩnh vực về y tế, lĩnh vực mà gọi là chữa lành đó, như y tế giống như là bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hoặc là về tư vấn về sức khỏe, hoặc là các bạn làm lĩnh vực tư vấn về bác sĩ tâm lý cũng vậy, cũng có thể ha. Hoặc là dược sĩ, là những người có khả năng chữa lành, hoặc các bạn là những người giống như là có bàn tay phục dược ha, các bạn có thể chữa lành, có thể giúp người khác mau hồi phục sức khỏe. Và mình thấy cuộc sống của các bạn đang có một cái sự gọi là thay đổi, một bước ngoặt, giống như là bạn bước sang một cái giai đoạn mới, một cái trang giấy mới, một cái cuộc đời mới của bạn đang mở ra ha. Và mình thấy bạn đã xác định được cái mục tiêu cuộc sống của bạn là gì, và bạn sẽ biết phấn đấu để đạt được những điều mà bạn mong muốn. Bạn không còn cái sự mù mờ nữa, bạn không còn cái lối sống mà gọi là sống ngày nào hay ngày đó, mà bạn đã biết viết ra kế hoạch cho cái mục tiêu, mục đích sống của bạn, và bạn quyết đoán mạnh mẽ để chinh phục những điều đó ha. Bạn đã có trách nhiệm hơn với cuộc sống của bản thân bạn rồi. Và mình thấy bạn đang ở trong một cái giai đoạn gọi là có sự do dự, chưa đưa ra quyết định. Hình như bạn có hai cái sự lựa chọn mà bạn cần phải đưa ra một cái lựa chọn gọi là đúng đắn với nhất với bạn về, thì mình thấy bạn đang dành thời gian để bạn suy nghĩ, để đưa ra một cái điều mà gọi là thích hợp nhất với bạn ha. Rồi, và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên nó không thể nào mà chính xác với bạn 100% được. Và ở đây mình tụ bài nó sẽ ảnh hưởng năng lượng của nhiều người, cho nên sẽ có những cái thông điệp trùng khớp với bạn hoặc không trùng khớp với bạn thì sẽ trùng khớp với những người khác. Cho nên các bạn hãy chọn lọc và hãy xem với một cái tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Còn mình thì mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra. Rồi, dự đoán ngày thứ tư ngày 16 tháng 3 2022 các bạn tụ hai ha.
Mình thấy các bạn, những bạn mà đang kiếm việc làm, mình thấy có cơ hội là các bạn sẽ nhận được một cái cơ hội việc làm giúp cho bạn lấy lại được cái sự tự tin, nhiệt huyết, cái sự đam mê cháy bỏng trong bạn ha, và bạn sẽ luôn trong cái khí thế hừng hực lao thẳng về phía trước để chinh phục những mục tiêu, để hoàn thành tốt cái công việc của bạn ha. Và mình thấy một số bạn ở đây sẽ giành được thắng lợi ở trong công ăn việc làm của bạn vào ngày thứ tư này ha. Mọi việc đều phát triển tốt đẹp. Có thể là một số bạn sẽ có một cái hợp đồng gọi là béo bở dành cho bạn ha. Hoặc là mình thấy một số bạn ở đây hình như là ví dụ như các bạn đã từng trong cái tình trạng gọi là hà tiện, không dám tiêu xài á, tiết kiệm từng đồng tiền cắt á, chỉ xài cho những cái điều mà chính đáng á, thì mình thấy là trong thứ tư này một số bạn mình thấy sẽ có sự hồi phục về tài chính ha. Một số bạn mình thấy có khả năng là mua xe hoặc có sự di chuyển hoặc là đặt vé đi du lịch hoặc là đi đâu đó. Một số bạn thì mình thấy sẽ đi công tác, công tác xa nhà kết hợp với đi du lịch. Các bạn sẽ có những bạn mà đang làm việc á, thì công việc của bạn sẽ rất là bận rộn và bạn sẽ hoàn thành tốt rất là nhiều công việc của bạn. Bạn đang trong một khí thế rất là tốt, rất là hừng hực, hăng say, nhiệt huyết với công việc và bạn sẽ đạt được những cái thành quả. Một số bạn thấy có sự thăng chức tăng lương ở đây nè và nhiều người rất là nể phục các bạn ha. Còn những bạn mà mình thấy có sự gọi là lúc trước có sự đau yếu bệnh tật thì các bạn sẽ dần dần lấy lại được sức khỏe của bạn ha, dần dần được hồi phục sức khỏe nè. Một số bạn sẽ có sự tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động, các bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, khôn ngoan khôn khéo hơn ha. Và một điều ở đây là mình thấy là các bạn nên cẩn trọng nha, các bạn nên cẩn trọng với những người muốn lừa đảo các bạn. Các bạn nên biết bảo vệ tài sản các bạn thật là tốt nha, tại vì mình thấy có khả năng là coi chừng trộm cắp vào cái ngày thứ tư này nha. Bảo vệ tài sản mình thật tốt, và nếu có ai đó muốn nói này nói nọ bạn, bới móc đời tư hay nói xấu sau lưng thì thôi, mình thấy là bạn hãy tập trung vào công việc của bạn thì tốt hơn đi, tại vì mình thấy công việc của bạn đang tiến triển rất là tốt, đừng là bị những cái điều đó làm ảnh hưởng cái năng lượng, cái tần số cao của bạn ha. Hãy bỏ lơ những điều đó, hãy bỏ lơ những người đó, không đừng bạn đừng trả lời gì hết, cứ im lặng thực hiện những chiến lược của bạn. Và khi bạn thành công thì bạn sẽ cảm thấy những điều đó chả là gì với bạn, chỉ là hạt cát, hạt bụi thôi. Còn ai mà làm điều gì với bạn thì mình thấy là cuộc sống của bạn đang có sự gọi là bước ngoặt, giống như là nhân quả đang được thực thi rồi các bạn ha. Ai làm điều gì không tốt với bạn thì họ sẽ gặt được những cái bài học để họ thấm thía, có kinh nghiệm hơn, để họ không còn làm những điều xấu nữa. Còn bạn thì bạn hãy nên tốt đẹp, suy nghĩ tốt đẹp, nói ra những lời tốt đẹp, luôn hành động tốt đẹp và đừng nghĩ xấu, đừng hại ai hết. Tại vì gieo nhân nào thì gặp quả đó nha. Cho nên các bạn cứ tiếp tục tích cực phát triển, lạc quan lên trong công ăn việc làm của bạn, vì mọi thứ đang tiến triển rất là tốt đẹp luôn. Chỉ cần cẩn thận với những người trộm cắp, lừa đảo, nói xiên, nói xỏ hay gì đó thôi. Hãy buông bỏ những người đó, tránh xa những người đó, đẩy những cái năng lượng xấu đó đi ra xa bạn ha. Vì bạn có một cái năng lượng đang rất là cao ở đây nè. Cố gắng lên ha, cố gắng phát huy hết tất cả những khả năng của bạn ha. Mình thấy bạn có nhiều khả năng nhưng mà bạn chưa biết phát triển nó. Bạn chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn còn tự ti về bản thân thì bạn hãy tự tin lên nha. Bạn có thể làm được đó. Và tương lai của bạn cũng khá là tốt đẹp luôn. Có sẽ lên một cái địa vị gọi là khá là cao trong cái cuộc sống của bạn đó. Hãy cố lên ha. Đừng để những người khác gây ảnh hưởng bạn. Nó sẽ làm cho bạn bị chậm nhịp bước, chậm nhịp thành công của bạn đó. Hãy tập trung vào bản thân mình đi. Còn một số bạn tình yêu thì có thể là cái thứ tư này tình yêu trở nên cũng rất là nồng cháy ha, hạnh phúc, lãng mạn. Còn những bạn mà hơi nóng tính thì nên biết kiểm soát tính nóng của mình ha. Kiểm soát lời nói hành động của mình, suy nghĩ kỹ trước khi nói, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói các bạn ha. Đừng để cái bản tính nóng của mình giúp làm cho mình không kiểm soát được cái sự bốc đồng đó, rồi mình thốt ra những lời nói làm cho người khác đau lòng thì không nên các bạn ha. Lời khuyên cho các bạn tụ 2.
À, và một số bạn ở đây mình thấy nếu mà các bạn có ước vọng gì á, mấy bạn có cái chiến lược gì đó thì mình thấy các bạn đừng nên phô trương, mà các bạn hãy chuẩn bị viết kế hoạch và hãy thà, âm là hãy chuẩn bị hãy hãy thực hiện nó một cách âm thầm và lặng lẽ ha, và nó sẽ rất là thành công các bạn nha, và được mọi người tung hô ngưỡng mộ cái sự vinh quang chiến thắng của bạn trong tương lai đó. À, mình thấy là cuộc sống của bạn đang có nhiều phép màu được xảy ra, à, tại vì cuộc sống của bạn đang bước sang một cái giai đoạn mới rồi, một cái giai đoạn gọi là có cái sự thay đổi. Bạn đã trở thành một người biết xác định được cái mục tiêu cuộc sống của bạn là gì rồi ha. Thì à, bạn là một người mang lại cái niềm vui cho người khác đó, tại vì bạn là một người khả năng chữa lành, bạn đem lại cái sự ấm áp cho người khác. À, bạn chúc lành cho toàn thế giới này bằng những cái sự tích cực của bạn và bằng cái tình yêu thương của bạn nữa. Hãy sải cánh với những cái sự giống như là bạn hãy lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực lạc quan của bạn. Hãy làm những điều tốt để giúp đỡ cho mọi người ha. Hãy dàn trải cái phép màu của sự hạnh phúc ha. Tại vì mình thấy là cuộc sống của bạn đang có nhiều phép màu bao quanh, thì khi mà bạn hạnh phúc, bạn biết chia sẻ thì cuộc sống của bạn ngày càng thịnh vượng, tốt đẹp và nó càng trở nên gọi là trù phú, hạnh phúc hơn, hài lòng, thỏa mãn hơn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn chiếc dòng thạch anh tóc nâu đỏ này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem dự đoán ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba mình thấy các bạn đã hoặc đang trải qua một cái giai đoạn hơi buồn phiền, điều gì đó khiến bạn cảm thấy hơi bị đau thương, mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên bạn hãy vực dậy bản thân mình đi ha, hãy tập trung vào công ăn việc làm của bạn, hãy tập trung vào những khả năng của bạn. Mình thấy cuộc sống của bạn dường như là có hai cơ hội được đưa đến và bạn đang có sự gọi là có sự tính toán. Cân đong đo đếm xem coi cái nào thì phù hợp với bạn ha. Mình thấy có hai cơ hội và bạn đang có sự gọi là đưa ra lựa chọn và bạn đang có sự tập trung vào nó rất là nhiều. Thì mình thấy là cuối cùng bạn cũng sẽ giải quyết được thôi. Bạn là một người có khả năng thiên biến vạn hóa, một người tâm bất biến với dòng đời vạn biến, một người mà điềm tĩnh giải quyết vấn đề chứ không có bị sao lãng bởi những cái tác động của môi trường xung quanh ha. Và bạn mình thấy bạn cũng là một người rất là hớn hỉnh, vui vẻ, hài hước. À, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp mà thôi ha. Đừng có dành thời gian để buồn nhiều quá mà hãy vực dậy bản thân, tập trung vào cái cuộc sống hiện tại, cuộc sống về tài chính, tiền bạc của bạn đi ha. Việc mình thấy là tương lai bạn sẽ rất là thành công. À, bạn sẽ chinh phục được những điều mà bạn mong muốn. Bạn đã sẽ đạt được những thành tựu và đồng thời là được nhiều người ngưỡng mộ bạn đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem dự đoán cái ngày thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng năng lượng của rất là nhiều người. À, vì thế mình sẽ nêu hết tất cả những khả năng có thể xảy ra. Và nó không thể nào mà đúng với bạn 100% được. Có thể nó đúng với bạn nhưng là nó hoặc những điều mà không đúng với bạn thì nó lại đúng với người khác. Cho nên hãy xem với tâm thái gọi là tham khảo và giải trí thôi ha. Mình thấy một số bạn ở đây có khả năng là sẽ chọn hai tụ trở lên. Một số bạn ở đây mình thấy là
có sự do dự giữa tụ 1 với tụ 3 đó. À, mình thấy thứ tư này một số bạn sẽ nhận được quà nha, hoặc là các bạn được ai đó tặng quà, tặng hoa, hoặc là được thăng chức, được thưởng. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ mua nhà, mua xe, và mình thấy một số bạn sẽ được ký kết hợp đồng, một cái hợp đồng gọi là béo bở, thuận lợi tốt đẹp cho bạn nữa, mang lại cho bạn một cái lợi nhuận cao. Và đồng thời là một số bạn sẽ gặp lại bạn cũ, hoặc là ai đó ở trong quá khứ của bạn á, bạn có thể là sẽ gặp người đó vào thứ tư này ha. Và mình thấy hai bạn, các bạn ở đây có thể là đang quen người ở xa ha, một số bạn ở đây đang quen một người yêu ở xa và họ đang lên kế hoạch dự định để tiến về phía bạn nữa đó. Mình thấy là các bạn trong cái thứ tư này các bạn cần phải có sự kiên trì nhẫn nại ha. Có thể các bạn đang chờ đợi một cái điều gì đó, tuy nhiên nó chưa đúng thời điểm thôi. Bạn có nhiều ấp ủ, nhiều dự định, nhưng nhiên mà là bạn chưa đúng thời điểm nên bạn chưa có thể triển khai được nó thôi. Hãy có sự kiên nhẫn, kiên trì hơn ha, nhẫn nại thôi. Còn các bạn nào mà mình thấy là lúc trước hơi bị yếu, hơi bị phiền lòng, buồn bã, hơi lì bị gọi là mệt mỏi, hoặc là có bệnh hay gì đó, thì mình thấy các bạn đang có sự hồi phục rất là tốt nha. Bạn là một người có sự chịu đựng, có sự kiên trì nhẫn nại rất là tốt, biết kiểm soát mềm mỏng. Và bạn sẽ có thêm cái sức mạnh ha, sức mạnh bên trong của mình, sức mạnh ý chí để vượt qua mọi điều trong cuộc sống để có thể thành công. Thì mình thấy thứ tư này là có ký hợp đồng với ai đó ha, hoặc là tình yêu, các bạn có tình yêu thì cuộc sống tình yêu sẽ rất là mỹ mãn, rất là vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Còn những bạn mà ở mình thấy một cái trường hợp là có người cũ quay về, một số bạn ở đây thì có người cũ quay về ha, người yêu cũ quay về. Một người ở xa các bạn. Còn một số trường hợp thì mình thấy là các bạn đang lên kế hoạch để cho cái sự phát triển cuộc sống của bạn nè. Bạn là một người có tầm nhìn chiến lược, bạn là một người đa mưu túc trí, là một người gọi là có tầm nhìn xa rộng. Bạn có khả năng lãnh đạo đó. Một số bạn mình thấy đang có cái hướng đi nước ngoài, đi làm việc ở nước ngoài ở đây ha. Có thể một số bạn đi hợp tác với một công ty nước ngoài. Có thể là các bạn sẽ được ký kết làm nhân viên chính thức của công ty chẳng hạn. Thấy có nói chung là mình thấy cái thứ tư này cũng khá là tốt, có vừa có cái sức khỏe, có sức mạnh ý chí. Tuy nhiên đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì và có cái tình yêu ở đây nè, hoặc trường hợp là có người yêu cũ quay lại, hoặc là bạn gặp được những bạn người bạn cũ, có được thưởng, được tặng quà, được tăng lương. Một số bạn mình thấy có khả năng là nhận được một khoản tiền bất ngờ nào đó từ ai đó đem đến cho bạn ha, người mà bạn quen biết rồi, cũng có thể là như vậy ha. Rồi, các bạn sẽ trở nên cân bằng hơn. Lời khuyên cho các bạn tụ ba. Một số bạn thấy có ký kết làm ăn, hoặc là ký kết hợp đồng với một công ty nước ngoài, giống như nãy giờ mình nói á. Thấy nó hơi hơi mạnh cái năng lượng đó ha. Hạnh phúc, wow. Bạn đang rất là hạnh phúc. Hãy là bậc thầy của việc như là hãy là bậc thầy của việc sống một cách hạnh phúc vui vẻ ha. Hãy buông bỏ những cái mong đợi đi và hãy tận hưởng cuộc sống hàng ngày ha. Hãy buông bỏ cái sự lo lắng đi và thay vì đó bạn hãy chọn tình yêu và hãy chấp nhận xuôi theo dòng đi ha. Cái sự định mệnh, cái như chung là cái định mệnh tốt, cái sự tốt đẹp của bạn, những cái điều phước báo nó sẽ tiến đến cuộc sống bạn, thì đó là điều chắc chắn. Đem một cái sự gọi là
động viên, khuyến khích và cái sự xác định với vũ trụ ha, và là bạn hãy tận hưởng cuộc sống, hãy yêu thương cuộc sống của mình hàng ngày, hãy sống bằng cái tình yêu chân thật, yêu thương mọi người, san sẻ giúp đỡ mọi người. Mình thấy có sự san sẻ giúp đỡ, có thể bạn sẽ giúp ai đó trong cái thứ tư này, hoặc là ai đó đến giúp đỡ cho bạn về tiền bạc, về cái tinh thần, hoặc là bạn được thưởng tăng lương gì đó. Và hãy tận hưởng cuộc sống, hãy thoải mái cởi mở lên, hãy xuôi theo dòng, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, ở ăn thua ở mình, ở cách mình đón nhận nó như thế nào thôi. Và bạn hãy giống như một cái anh này ha, dù cho cuộc sống của ảnh có nhiều cái bộn bề lăn thăng trầm nè, nhưng mà ảnh vẫn điềm tĩnh, vẫn giải quyết vấn đề, và ảnh giống như ảnh đang chơi đùa với nó vậy đó. Hãy thoải mái cởi mở hơn, để cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, và không bị gọi là có sự tiêu cực tuyệt vọng ở đây ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.